Những lưu ý khi chụp ảnh xuất khẩu lao động Nhật Bản. Hộ chiếu và hồ sơ lao động xuất khẩu là những giấy tờ rất quan trọng. Nó giúp bạn có thể xuất và nhập cảnh sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, đi làm hộ chiếu hay hồ sơ xuất khẩu lao động đến Nhật Bản, bạn đã biết chụp loại ảnh cần lưu ý những gì chưa? Dưới đây là một số lưu ý khi chụp ảnh. 1. Về kích thước. Kích thước ảnh làm hộ chiếu là 4x6, trong đó bề ngang của ảnh có thể dao động từ 35 đến 40mm. 2. Về phông nền làm hộ chiếu bắt buộc phải để phông màu trắng. 3. Về trang phục khi chụp ảnh, bạn nên mặc quần áo lịch sự, áo có cổ và mặc áo màu trắng bởi nó sẽ giúp cho ảnh của bạn trông lịch sự và sáng hơn. 4. Tóc khi chụp ảnh cả nam và nữ nên để những kiểu tóc gọn gàng. Lưu ý không để tóc che kín khuôn mặt, đặc biệt là phần tóc mái. Bạn nên chụp ảnh làm sao để lộ được trán và tai. Với các bạn nữ thì nên cột tóc hoặc vén tóc sang hai bên gọn gàng trước khi chụp. 5. Về khuôn mặt khi chụp ảnh thì nên để khuôn mặt nghiêm túc, không cười và mắt phải mở. Bên cạnh đó, lưu ý nhìn thẳng, không nhìn nghiêng sang bên nào. Lưu ý này thường thì khi chụp ảnh các thợ chụp sẽ chỉnh lại cho bạn. 6. Về kính. Đối với những người có vấn đề về mắt như cận thì vẫn có thể đeo kính. Tuy nhiên khi chụp ảnh không được để đèn phản chiếu lên mắt kính vì điều này có thể làm lóa ảnh. Không đeo kính màu để chụp ảnh. 7. Chất lượng ảnh. Ảnh làm hộ chiếu phải là ảnh sắc nét, có độ phân giải cao, rõ ràng. Ảnh không được có nếp gấp, mờ hay dính mực. Đặc biệt không được đem ảnh scan đi nộp vì nó không được chấp nhận. 8. Thời gian của ảnh chụp. Ảnh làm hộ chiếu là ảnh phải được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến ngày làm hồ sơ. Bởi sau 6 tháng, khuôn mặt của bạn có thể thay đổi và đây cũng chính là tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu được áp dụng chung và thống nhất cho tất cả các nước. Yêu Media, địa điểm chụp ảnh thẻ, ảnh hộ chiếu, hồ sơ xin việc, hồ sơ xuất khẩu lao động, hồ sơ du học, uy tín và nhanh chóng tại Hà Nội.